Ngày 13 tháng 5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phối hợp với các lực lượng chức năng, đã bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 5kg ma túy tổng hợp dạng đá. Trước đó, lúc 13 giờ ngày 10 tháng 5 trên quốc lộ 1, tuyến tránh Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh, đoạn qua địa bàn thôn 5, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh, chủ trì phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Nghi Xuân, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng khống chế xe ô tô do đối tượng Hoàng Nghĩa Hưng, 50 tuổi, trú tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An điều khiển với nhiều nghi vấn. Tiến hành kiểm tra phía sau cốp xe, phát hiện một túi xách chứa 5 gói ma túy tổng hợp dạng đá, trọng lượng 5kg. Số ma túy trên được nhận vận chuyển cho một người Lào đưa về địa bàn tỉnh Nghệ An tiêu thụ.